đây mít trộn của Lộc à. Đây cô bán, đây là mít trộn tứ danh đặc sản Quảng Nam. Đây mấy ăn cái bánh tráng gạo mới đúng, bánh tráng ruộng mới đúng rồi cô. Đúng rồi. Cô nghe giống như ở Thăng Bình đó. Tiên Phước à? À. Tiên Phước nghe nó là vùng đó là uống nước tiên, suối tiên đó là đẹp lắm. Con gái đó là ai cũng đẹp hết trơn. Không biết đúng đó không? Uống mì chàng thì. Ai đó. Cháu cũng đẹp nữa mà kêu là xấu. Cô sao chứ? Gái cô là chắc là hoa khôi rồi. Con có một gái một trai không? À trai hả? Nếu con gái là hoa khôi. Đây nó lọc đầu nghệ không? Hấp dẫn không? Đây một phần như vậy là bao nhiêu đó con? 70 ngàn. Dạ, cô bán giá rất là bình dân. Với một phần là 70 ngàn. Thú Linh chứ không phải được ngàn. À này Thú Linh. Còn đây là mít trộn. Mít trộn, mít cô sắt rất là nhỏ. Dễ ăn. Dễ ăn. Một phần bên trong là hết xào. Phải ăn mới đúng cái hệ bánh tráng mới được. Rồi con quảng cáo cho con. Dạ. Đây. Nếu mà dân Bảy Hiền, dân ngã ba, dân thích ăn lòng sầu nghệ thì có thể ghé đây ăn thưởng thức món Thú Linh. Sầu nghệ. 106 Phạm Phú Thứ. Lúc nào cũng mở cửa 24/24. Nếu đóng cửa thì gõ cửa. Buổi chiều từ 2:30 chiều cho đến 8:30 tối, 9 giờ nghỉ. Nếu có giọng khuya vui lòng đặt trước.